Các con à, chuẩn bị theo mẹ về quê đi các con. Đừng mụng giấy một phút nào ở đây nữa. Con thấy đó, cha con có quan tâm gì đâu. Về theo mẹ về đi con. Về nhé con. Vô container này nè, mẹ đóng thùng. Rồi tụi mình cùng về quê nha con. Có gì ăn nấy, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Đi theo mẹ nghe con. Đừng một phút giấy nào ở lại nữa. Dạn ra để mẹ con tôi đi. Đừng có lạng càng nè. Ông chỉ biết vui thôi. Tới giờ này nè, ông đứa ông càng ràng, chẳng làm được con mẹ gì hết á. Ràng đi, xạo. Các con đừng có khóc nữa nghe con. Đừng có khóc nữa. Mẹ hứa sẽ lo cho con ăn học đàng hoàng. Lo cho con chu toàn, không như cái thằng cha của con đâu. Mẹ hứa cho con đó. Đừng khóc nữa nghe nè, đừng khóc nữa nghe con. Từ lúc mẹ cũng hàm dư vì một bồng bột nông nổi, mẹ sinh ra nhiều các con quá. Bây giờ mẹ phải chấp nhận thôi. Các con cứ an tâm theo mẹ về quê nha. Bé yêu của mẹ ngoan nè. Bé yêu của mẹ không được khóc nhè nè. Ngoan nghe con, các con không được khóc như vậy nữa nghe. Ngoan lên, ngoan lên, ngoan lên cho mẹ vui nè. Đi về quê á, các con chưa được cha dưỡng là đó là cha giận. Cha giận thương các con nhiều hơn cha của con ở đây. Hiện bây giờ các con về quê đi. Cha dưỡng thương các con lắm. Cha giận rất là hiền đó. Ngoan nghe các con.